Hi, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với channel mình và mình Hoàng Minh đây. Thì ngày hôm nay sẽ là một cái bản flash mới cho bạn nha. Thì đây là bản flash Free Fire dành cho những con máy quá yếu nha. Có RAM thấp từ 1 GB thì bạn hãy sử dụng bản flash này. Và đây là bản flash Ultra V3 xóa đồ dành cho những con máy quá yếu, giúp bạn có thể giảm lag từ game Free Fire này một cách hiệu quả nhất nha. Thì ok, trước khi dùng video ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ đến phần quen thuộc thôi, đó chính là intro. Rồi thì trước khi mà mình cho các bạn xem những cái thay đổi của Philat thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tải về bản Philat Ultra này cũng như là cài đặt nó vào máy nha. Thì đầu tiên các bạn sẽ kéo xuống phần mô tả video này, cái video mà mình đang nói chuyện với bạn đây, thì nó sẽ có cái đường link dẫn đến trang web này ở cái phần mô tả nha. Thì các bạn bấm vào sẽ hiện trên trang web này ra, xong bạn sẽ kéo xuống như này cho mình. Thì đây là một cái bài viết chi tiết mà mình viết về cái tựa game Free Fire OB26 này, những cái thay đổi cũng như là những cái cách để bạn có thể Philat nha. Thì ở đây các bạn kéo dưới này, ở đây các bạn sẽ thấy là một số cái thay đổi của Free Fire OB26, thì bạn có thể đọc ở đây nha. Cho bạn nào mà vẫn chưa biết những cái thay đổi của OB26 này, và ở dưới này sẽ có cho bạn là các bước giúp các bạn có thể giảm lag cái tựa game Free Fire OB26. Thì đầu tiên các bạn sẽ dùng cho mình ứng dụng để có thể giảm lag Free Fire. Thì cái việc các bạn sử dụng ứng dụng để giảm lag Free Fire á, nó sẽ giúp bạn có thể tối ưu điện thoại này cũng như là tối ưu file game mỗi lần trước khi bạn vào chơi. Thì nếu như mà bạn chỉ cập đặt Free Fire thôi á, thì cái con máy của bạn nó vẫn chưa được tối ưu khi mà các bạn chơi game, mà mỗi lần các bạn mở game để bạn chơi á, thì nó không được tối ưu cái hiệu suất tốt nhất. Cho nên là các bạn cài Free Fire vào thì cái hiệu quả nó cũng không được cao. Cho nên á, là các bạn sẽ sử dụng thêm cho mình cái ứng dụng này. Thì ứng dụng á, nó sẽ giúp bạn tối ưu về điện thoại này, RAM, CPU, GPU trước khi bạn vào chơi game, để cho máy các bạn hoạt động với một cái hiệu suất tốt nhất, để có thể chơi game Free Fire một cách hiệu quả mượt mà, không lag giật nha. Rồi thì đây là ứng dụng của mình làm luôn nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm để có thể sử dụng nha. Thì đây là ứng dụng game booster dành riêng cho tựa game Free Fire luôn. Nó có những tối ưu rất là tốt cho tựa game Free Fire này để bạn có thể sử dụng nha. Nó khác với những cái game booster mà các bạn hay dùng, tại vì nó là được tối ưu dành riêng cho tựa game Free Fire rồi, cho nên là nó rất là tốt cho tựa game Free Fire này nha. Ok, thì bạn sẽ bấm cho mình vào nút Share Play này nè để nó tiến hành mở cái ứng dụng này trên Share Play để bạn có thể tải về nha. Rồi thì các bạn sẽ tiến hành tải ứng dụng này về nếu như bạn vẫn chưa có trong máy. Còn mình đã có rồi, mà mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng sau. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với những cái bước tiếp theo nha. Ok, thì đó là phần ứng dụng nha. Tiếp theo đó chính là phần dùng bản Philat Data. Thì đây là phần khá là quan trọng nữa. Khi mà các bạn kết hợp hai cái thứ này lại thì các bạn sẽ có hiệu quả giảm lag tốt nhất cho cái con máy của bạn. Thì ở trong video ngày hôm nay sẽ là bản Philat Ultra xóa đồ dành cho phiên bản 1.59.9 của Free Fire OB26 này. Và nếu như bạn muốn không muốn sử dụng bản xóa đồ á, thì bạn hãy sử dụng Philat thường. Thì Philat thường nó sẽ không có xóa đồ của bạn. Thì nó sẽ... thì dĩ nhiên là nó sẽ không giảm lag tốt bằng Ultra rồi. Nhưng mà nếu như bạn có những con máy tầm trung hay là hơi yếu một xíu thôi, vẫn chơi gì chỉ hơi lag thôi, không có lag nhiều, thì bạn có thể sử dụng bản thường trên này. Thì video thì bạn hãy lên kênh của mình tìm và xem hướng dẫn cài đặt nha. Còn bây giờ thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt bản Ultra mới nhất nha. Ok, thì các bạn bấm vào phần tải về dưới này. Ở đây để mình xóa nó đi để cho các bạn dễ nhìn nha. Đây mình sẽ bấm vào phần tải về dưới này của các bạn Ultra xóa đồ nha các bạn. Lưu ý là bấm tải đúng bản nha. Rồi thì sau khi mình đã bấm vào tải về, nó hiện thêm một trang mới như thế này để chúng ta có thể tiến hành lấy link download nha. Thì tại cái trang link này các bạn sẽ thấy có phần chạy dây dưới này, và bạn phải đợi phần này chạy xuống 0 giây thì bạn mới lấy link download. Còn nếu bạn muốn tải nhanh, các bạn bấm cho mình vào nút tải nhanh ở đây thì nó sẽ mở thêm cho bạn một cái tách mới tương tự như thế này, và bạn có thể ủng hộ cho mình một cách click cho mình một cái quảng cáo trang này. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Ok, xong thì bạn quay trở lại với trang vừa rồi, bạn bấm vào tải nhanh á, nó sẽ chạy 0 giây cho bạn rất nhanh đó, thấy chưa? Thì ở đây nó đã chạy 0 giây này nè. Thì sau khi nó chạy 0 giây, nó hiện với chúng ta những cái chữ tải về dưới này, và có thể download bản Philat này về rồi. Thì đầu tiên ở đây các bạn sẽ thấy là bản Philat nha. Ở đây nó sẽ là một cái ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của My Game Studio. Thì hồi nãy đó, nếu bạn chưa tải thì bạn bấm vào tải về đây để nó mở xe ra thì bạn download ứng dụng này về. Còn ở dưới đây là file tăng tốc OB26. Thì file tăng tốc giúp bạn ổn định FPS hơn. Thì cái video mà mình hướng dẫn cài đặt file tăng tốc này thì mình có làm trong bản V3 đó, thì mình sẽ để link của cái video ở phần mô tả luôn, cho bạn nào mà chưa biết cài thì bạn hãy xem ở phần mô tả nha. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành tải bản Philat rồi, mình sẽ bấm vào tải về đây. Ok, sau khi bấm vào tải về rồi, nó hiện mini file ra. Ở đây bạn sẽ thấy cái nút này, các bạn sẽ bấm cho mình vào nút này nha để tiến hành tải bản Philat Ultra V3 này về. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi đợi nó tải Philat về máy thôi nha bạn ơi. Rồi thì sau khi tải về xong á, nó sẽ thông báo dưới này nè. Đó, nó đánh dấu check như vậy là bạn đã cài đặt thành công rồi, tải về thành công rồi. Thì bây giờ các bạn có thể thoát cái trình duyệt này ra nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể cài đặt bản Philat này vào máy nha. Ở đây mình sẽ sử dụng phần mềm là Yachiever này để có thể giải nén phần Philat và cài đặt nó vào máy.
thì các bạn có thể sử dụng bất cứ phần mềm giải nén file nào mà biết xài, còn không thì bạn lên trên Slack các bạn tìm đúng cho mình cái ứng dụng này, cái tên của nó đây đấy, thì nó sẽ hiện cái ứng dụng này ra để bạn tải về thao tác cho mình cho dễ nha. Còn đây là hai cái game booster, đây là cái game booster dành chuyên cho tựa game FIFA, còn đây là tựa game FIFA Max. Thì link của hai cái game booster này mình để ở phần mô tả cho các bạn rồi đó, các bạn có thể tải về và sử dụng nha. Còn một hôm mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng sao. Còn bây giờ mình sẽ mở ra server lên để hướng dẫn các bạn cách cài đặt Flash này. Sau khi nào mở được phần mềm lên, các bạn sẽ thấy giao diện như thế này nha. Đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình thư mục Android, lưu ý vào đúng giúp mình nha. Rồi vào xong Android rồi, các bạn sẽ vào cho mình thư mục data đây. Ok, đây các bạn sẽ kéo dưới này xíu, các bạn sẽ thấy thư mục là com.data trong FIFA này, thấy không? Thì file này là phải gốc về Flash cũ mà mình đã cài đặt vào máy nha. Các bạn tiến hành xóa đi cho mình bằng cách là bạn nhấn giữ vào nó. Ok, xong bạn sẽ chọn cho mình phần xóa dưới này. Rồi thì sau khi đã xóa xong rồi, các bạn sẽ quay trở lại bộ nhớ thiết bị cho mình nha. Bằng cách là bạn bấm trên này nè, nó sẽ xỏ xuống, bạn chọn cho mình dùng bộ nhớ thiết bị đây nha. Sau khi các bạn đã quay được trở lại với bộ nhớ thiết bị, các bạn sẽ kéo dưới này cho mình. Các bạn thấy một thư mục là thư mục download này, thấy không? Các bạn vào cho mình thư mục download nha. Rồi thì tại đây các bạn kéo dưới xíu, các bạn sẽ thấy đó chính là bản Flash Ultra V3UB26 nha. Ở đây Flash Ultra V3UB26 này, các bạn tiến hành giải nén ra cho mình nha bằng cách là bấm vào nó. Lưu ý là bấm một lần thôi nha bạn, đây không cần giữ trên màn hình đâu, nó mới hiện như thế này. Sau bạn chọn cho mình dùng giải nén vào tên lưu trữ đây. Thì sau khi bạn đã giải nén xong, các bạn sẽ kéo lên trên, các bạn thấy một cái thư mục mới đây nè, Flash Ultra V3 hiện ra nè, thấy không? Các bạn vào cho mình thư mục này và cắt cho mình cái file Flash này nha. Thì các bạn sẽ tiến hành nhấn giữ vô cái thư mục này nè. Rồi sau bạn sẽ chọn cho mình phần cắt ở đây. Thì sau khi bạn đã cắt được file Flash rồi, các bạn sẽ quay trở lại bộ nhớ thiết bị cho mình cách là bấm trên này nè, nó sẽ xỏ xuống, các bạn chọn cho mình dùng bộ nhớ thiết bị ở đây nha. Ok, ở đây bạn sẽ quay trở lại với đường dẫn này, bạn sẽ xóa file và vào lại cho mình thư mục Android. Sau các bạn vào lại cho mình thư mục data đây. Thì đây các bạn tiến hành dán Flash cho mình. Ở đây sẽ có hai nút để bạn thể dán nè, các bạn bấm lúc nào cũng thể dán được hết. Ok, thì bạn sẽ bấm vào. Thì sau khi mình đã dán được cái file Flash rồi á, rồi các bạn đã cài xong được cái file Flash vào máy rồi nha. Đó, thì các bạn kéo dưới nè. Sau khi mà nó đã dán hết rồi á, các bạn kéo dưới, bạn thấy cơm nhóm data trong FIFA hiện ra trở lại nè, là bạn đã cài đặt Flash thành công rồi. Thì ok, đó là bước cài đặt Flash. Bây giờ mình sẽ chuyển qua bước tiếp theo nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái ứng dụng FIFA Booster này. Thì đây là giao diện chính của ứng dụng khi mà bạn mở lên. Thì mỗi lần trước khi bạn vào chơi game, bạn sẽ mở ứng dụng này lên để cho nó chạy. Còn đối với cái FIFA cài đặt FIFA Flash thì các bạn sẽ cài mỗi khi mà các bạn cập nhật mới thôi. Rồi thì sau khi các bạn mở được cái ứng dụng này lên thì các bạn thấy giao diện thế này. Đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình phần cài đặt nha. Phần cài đặt ở trên này nè. Cho những bạn nào mà chưa biết thì các bạn vào cài đặt nha. Thì ở đây các bạn sẽ thấy chính là mở FIFA sau khi hoàn thành tăng tốc. Thì bạn có hai lựa chọn. Một là bạn sẽ mở cái tựa game FIFA này lên. Sau khi mà tăng tốc luôn thì nó sẽ tự động mở thông qua cái ứng dụng này. Còn nếu bạn muốn không, cái ứng dụng này không mở thì bạn tắt nó đi. Thì các bạn tăng tốc xong rồi các bạn sẽ tháo ứng dụng này ra, rồi các bạn sẽ mở FIFA lên và các bạn chơi. Thì cái đó là hai lựa chọn cho bạn nha. Các bạn có thể sử dụng cái nào mà thấy hợp với các bạn thì các bạn thì hài. Còn mình thì mình sẽ bật lên. Rồi ok, mình sẽ quay trở ra này. Rồi thì các bạn tiếp tục với cái bước tiếp theo, các bạn chỉ bấm qua cho mình phần performance bên này nha. Rồi thì ở đây các bạn sẽ chọn cho mình vào nút scan dưới này. Ok, bấm vô. Rồi các bạn sẽ đợi nó tiến hành quét qua máy, xem coi cái các cái ứng dụng trên máy các bạn có cái nào nó đang gọi là gây ảnh hưởng đến cái hiệu năng của máy không, thì nó sẽ tiến hành khắc phục đi cho bạn nha. Ok, thì sau khi đã quét xong rồi thì các bạn sẽ quay trở lại phòng FF Booster bên này cho mình. Rồi ở đây các bạn sẽ chọn vào cái nút Start dưới này nha. Ok, thì ở đây các bạn sẽ tiến hành bật lên hết hai cái này cho mình nha. Còn ở đây là tính năng VIP nè, thì nó sẽ giúp bạn tăng tốc CPU và GPU, giúp máy các bạn giảm lag rất là tốt. Thì đây thì các bạn cần một điểm để có thể dễ mở cái tính năng này. Còn hiện tại thì mình chưa có điểm nào hết, nhưng mà mình phải xem một cái đoạn quảng cáo nhỏ. Thì đây các bạn bấm vô thì sẽ kêu các bạn xem một đoạn quảng cáo nhỏ, thì bạn sẽ nhận 2 điểm, các bạn sẽ mở tính năng này 2 lần. Thì video này mình hướng dẫn nhanh thôi nên là mình bỏ qua bước này nha. Thì mình sẽ không bật nó lên, các bạn lưu ý là bật luôn nó lên nha. Thì các bạn nhớ là bật luôn cái phần dưới này nha. Còn video mình hướng dẫn nhanh thì bỏ qua. Ok, mình bấm ok thì các bạn sẽ đợi nó tiến hành chạy xong thì nó sẽ mở game FIFA lại cho chúng ta. Rồi ok, thì đó là xong các cái bước mà mình đã hướng dẫn các bạn cũng như là cài đặt Flash và sử dụng ứng dụng rồi nha. Thì bây giờ việc của bạn là cài đặt xong rồi, các bạn vào game để test xem những cái trải nghiệm của các bạn khi mà cài đặt bản Ultra này vào nha. Thì nó sẽ giúp bạn giảm lag rất là tốt. Thì ok, đó là video mà mình chia sẻ nhanh cho bạn bản Flash này. Nếu bạn thấy bản Flash này hiệu quả, video của mình có cho bạn, cho mình xin một like đăng ký kênh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye, nhớ đăng ký ủng hộ mình nha.